Cho các bạn nhé. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta làm một cái gọi là cái 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 đèn nó sáng theo chu kỳ như này. Nó sáng 2 giây rồi nó tắt 2 giây bằng cái mơ các bạn nhé. Đấy. On off on off thì các bạn có thể là mình làm 2 giây để cho các bạn nhìn thấy nó lâu lâu nhưng mà các bạn có thể làm 1 giây hoặc 0,5 giây đều được. Đấy. Tức là mình tự chế là một cái mơ có chu kỳ như thế nào đó là do mình. Đúng không ạ? Thì ở đây mình sử dụng phần mềm MicroWin. Chúng ta sẽ sử dụng một cái bit thì hôm nay mình mới nói nó là cái bit ví dụ như là PCS7200 luôn luôn on khi PC run ấy thì nó có cái vùng nhớ SM0.0 luôn luôn on. Và mình sẽ sử dụng một cái timer là TON. TON đây mình sử dụng cái timer là T37 nó có cái độ phân giải là 100 ms và mình sẽ muốn đặt 2 giây thì mình để đặt ở đây cái thằng số PT là 20. Cái chỗ này này, các bạn cho nó dài ra. Đấy, Ctrl Z này. Mình click vào đây. Đây, thì chỗ này mình sẽ dễ nhánh ra Dễ nhánh xuống, dễ phát nữa Và chỗ này mình sẽ đặt một cái tiếp điểm Thường Thường mở của thằng T37 Và chỗ đằng sau này mình sử dụng thêm một cái tham mơ nữa là T38 T38 Cái này mình muốn on 20 giây và uh, On 2 giây và off 2 giây thì mình đặt đây là 20 luôn Cái chỗ này là Cái chỗ này là mình đặt là gì ạ T 37. Khi T37 on lên thì cái timer T38 này bắt đầu đếm đúng không? Khi timer T38 này on rồi thì nó quay lại nó lại ngắt. Nó lại ngắt thằng T37 ra thì quá trình lại quay lại từ đầu. Đúng không? Nhá, đầu tiên khi mà on lên thì thằng này thằng này cũng PC run là thằng này on này, on thì bắt đầu T38 chưa có gì thì T37 đếm này, đếm đủ 2 giây thì T37 on thì T38 bắt đầu đếm này. T38 đếm đủ 2 giây thì quay lại ngắt T37 Đấy. thì chỗ này mình sẽ sử dụng là mình sử dụng là cái tiếp điểm thường thường đóng của T37 T37 và mình sẽ ao ra cái đen là Q0.7 rồi bây giờ mình sẽ đao xuống chương trình số PC OK. Rồi chúng ta sẽ xem cái chương trình nó hoạt động như nào. Đây. Thế vào đếm đếm đủ bằng T38 đếm này. tám nó quay lại lại ngắt 37 ra. Đấy, thì các bạn cứ thấy nó hai dây bên này, hai dây bên này. Đúng không? Ok thì cái bài toán này nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn có thể là tự ứng dụng vào thực tế cho mình xem nó dùng vào những cái việc gì. À, hoàn toàn thực ra có thể sử dụng hai cái timer này để chúng ta làm việc đó. Thì cái video này xin được kết thúc ở đây. Chào các bạn.